sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Sơ Teresa Phùng Thị Yến sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Con xin kính chào quý ông bà anh chị em hôm nay ngày 3 tháng 5 năm 2024 thứ 6 tuần 5 Phục Sinh, lễ Kính Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông Đồ. Con xin mời quý ông bà anh chị em cùng đọc và chia sẻ lời Chúa với con qua bài tin mừng của Thánh Gioan. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Đức Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đấy cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Thông bạn chị em, hôm nay con xin chia sẻ chủ đề Chúa là con đường cho con bước theo. Có lẽ cái bài hát này thì chúng ta rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Bây giờ con giả sử là nếu mà chúng ta lạc vào giữa một cái rừng sâu đó, thì ta mới thấy rằng là ta cần đến một con đường, đúng không? Và tìm được con đường rồi ấy, nhưng mà có một ai đó ác ý chỉ cho chúng ta một cái hướng ngược lại đó. Và giữa cái lúc đó, giữa cái lúc mà chúng ta đang lo lắng này, đói khát này, rồi thì chúng ta mới thấy rằng là cái tầm quan trọng của cái bài tin mừng, của cái lời Chúa hôm nay nói với ta: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và ông Thomas thắc mắc là: lại Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao mà thấy đường? Chúa nói ta là đường, và không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là không có con đường đó thì chúng ta không thể đi được, đúng không ạ? Như vậy thì con đường không chỉ là một lối đi, mà nó là còn một phương tiện, đúng không? Một phương cách để mà thực hiện, hoặc là cái cách mà làm. Và trong cái trường hợp này, đường của Chúa không phải là đường của chúng ta, thưa bà anh chị em. Rồi, nếu mà không có sự thật thì người ta không thể lựa chọn đúng. Trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng như những gì mà chúng ta tưởng tượng, thưa ông bà anh chị em. Chúng ta có thể dễ dàng bị lừa dối,
đặc biệt là với những cái tin tức giả mạo, những cái niềm tin mà nó không có hoàn mỹ, và những cái xấu, điều xấu mà vẫn nó tồn tại trên cái thế gian này. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hãy tập trung vào sự thật và chúng ta sẽ không bị lừa dối đâu mà anh chị em. Cho nên Chúa nói ta là sự thật. Rồi nếu mà không có sự sống thì chỉ có cái chết. Và Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa là Ngài là đường, không phải bởi vì không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Và Chúa là cái cổng cho cái đoàn chiên ra vào. Chúa Giêsu là sự thật bởi vì nhìn vào người thì chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Cha. Nếu mà các con thấy Thầy thì cũng thấy Chúa Cha. Nếu mà con biết Thầy thì các con sẽ biết Chúa Cha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu là sự sống. Bởi vì đi theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được kết hợp với Chúa Cha và sẽ có sự sống trong ta. Trong Gioan 14, chương 14 câu 7 nói rằng là nếu các con biết Thầy thì các con cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con đã biết người và xem thấy người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu luôn nói về Chúa Cha. Bởi vì chính cái sự sống của Chúa Cha hiện diện trong mọi cái điều mà Chúa Giêsu đã nói và đã làm, thưa bà anh chị em. Và trong cái chương 14, Gioan chương 14 câu 8 đến câu 11 đó, cái ông Philippe ông thưa là lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Và như thế là chúng con mãn nguyện. Đây là cái điều ao ước mà con nghĩ là không chỉ là của các môn đệ đâu thông bản chị em, mà là của chúng ta và tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì để được thấy Chúa Cha? Và chúng ta thấy rằng là cái câu trả lời của Chúa Giêsu rất đẹp và còn giá trị cho đến ngày hôm nay, đó là Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà các con chưa biết Thầy ư? Và Chúa tiếp đó, Philippe, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là Chúa ở một nơi rất là xa vời chúng ta, ở một nơi rất là xa xôi và không ai biết Chúa là ai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là bất cứ ai mà muốn biết Chúa Cha là ai thì chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu là đủ thôi mà anh chị em. Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha bằng những cái lời nói, bằng những cái việc làm trong cuộc đời của Chúa. Và Chúa nói rất là thẳng thắn rằng là Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Qua cái sự vâng phục của mình thì Chúa Giêsu đã xác định trọn vẹn cái thân thế của người với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã làm tất cả những gì mà Chúa Cha đã sai người. Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha trong mọi việc. Và chúng ta thấy rằng là trong Gioan chương 14 câu 12 đến 14 là lời hứa của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng mối tương quan mật thiết của người với Chúa Cha không phải là một đặc ân chỉ dành riêng cho người, nhưng mà dành cho tất cả những ai tin vào người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa là con đường duy nhất, là sự thật duy nhất và là sự sống duy nhất để đưa chúng ta về với Chúa Cha và chúng ta sống với Chúa Cha. Và ngoài Chúa ra thì chúng ta thấy rằng là không có ai khác có thể cho chúng ta biết về Chúa Cha. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đến cùng Chúa và xác tín rằng chỉ có Chúa mới dẫn chúng ta tới Chúa Cha và giúp chúng ta nhận ra Chúa Cha là đấng đầy yêu thương luôn chờ đợi chúng ta. Con xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết.
xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.